Hành trình bỏ làng đi bụi của bố con đã bắt đầu, và 4 năm chính là khoảng thời gian đủ dài để báo thủ có thể trưởng thành hơn về cá tính lẫn sức mạnh. Tất nhiên, một trong những nguồn sức mạnh lớn nhất mà bố con cần tận dụng để có thể dùng trong những tình huống cấp bách chính là Momoshiki. Có thể không hoàn toàn trở thành người đồng chí như Naruto với Kurama, nhưng ít nhất giữa Boruto và Momoshiki sẽ xuất phát mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Ok, hôm nay xin mời anh em cùng với Ego Tuna tìm hiểu về giả thuyết Boruto thuần hóa được Momoshiki, nguồn sức mạnh chưa được khai phá. Mặc dù nói là cần giảng hòa được với Momoshiki để sử dụng sức mạnh tối đa từ Kama, tuy nhiên, làm thế nào để thuyết phục được một tên mỏ hổn như là hắn ta có thể quay đầu lại không hề đơn giản tí nào. Hiện giờ, Momoshiki vẫn lăm le chiếm lấy thân xác của bồ con, chứ chưa hề từ bỏ mục tiêu. Vậy nên, để có thể bẻ gãy được ý chí của hắn ta, rõ ràng là bất khả thi. Cơ mà khi ngôn từ bất lực thì cũng chính là lúc bạo lực lên ngôi. Vẫn còn một cách để bồ con có thể cưỡng chế con thú bên trong. Như chúng ta đã biết, Yogan được biết đến là một huyết kế giới hạn vô cùng đặc biệt. Bởi theo lời dự đoán của Toneri thì nó chứa đựng sức mạnh giải cứu thế giới. Con mắt đặc biệt này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ gia tộc nào và khác biệt hoàn toàn so với những con mắt còn lại. Bên cạnh việc chỉ xuất hiện ở một bên duy nhất, nó còn có thể giúp cho người sở hữu nhìn thấy được hắc khí, nhìn thấy được dòng chảy chakra, nhìn thấy điểm yếu của đối phương, cũng như là nhìn thấy thời không thuộc. Một điều vô cùng thú vị là cho đến nay chúng ta dường như chưa hề nhìn thấy được Yogan và ấn diệt thần Kama hoạt động cùng nhau. Trong khi ấn Kama hiện đang là nguồn sức mạnh xuất phát từ Momoshiki, thì Yogan lại là năng lực thiên bẩm, chính bản thân Boruto đã sở hữu được nó. Điều đáng nói ở đây là chúng ta biết rằng Boruto đang sở hữu Yogan bên mắt phải, nhưng khi cơ thể của báo thủ này bị chiếm giữ, cũng vẫn là con mắt bên phải đó lại bị biến đổi thành Byakugan, một trong những nhãn thuật đặc trưng cho gia tộc Otsutsuki. Với sự xuất hiện của cả hai đồng thuật đỉnh cao, Byakugan và Yogan trên cùng một con mắt, thì có vẻ như Momoshiki vẫn không thể nào sử dụng được Yogan khi còn đang ở bên trong cơ thể của Boruto. Vậy tại sao hắn ta lại không thể làm chủ được Yogan và cũng không nhận thấy được sức mạnh từ bên con mắt phải đó? Hay là vì Yogan chính là điểm yếu của gia tộc Otsutsuki? Hiện tại, Boruto đang có sức mạnh từ Kama và Yogan, chỉ là cậu chưa biết cách để sử dụng cả hai cùng một lúc mà thôi. Vậy nếu sau 4 năm time skip mà Boruto có thể kích hoạt được Yogan trong khi sử dụng được cả ấn diệt thần Kama, thì khả năng cao cậu sẽ tránh được sự xâm chiếm từ Momoshiki. Đây không phải là nói suông, vì trên thực tế thì Boruto đã làm được điều này trong cuộc chiến với Kawaki tại những trang truyện đầu tiên của chap 1. Và đó cũng chính là lúc mà chúng ta thấy rằng Bocon đã dùng tịnh nhãn kết hợp với Thathu Kama mà không hề bị Momoshiki kiểm soát. Nhưng rốt cuộc, làm thế nào mà Boruto lại thực hiện được điều này? Có lẽ chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa thì mới biết được. Tuy nhiên, từ các dữ liệu trên, chắc chắn có một điều rằng trong tương lai, cậu ấm nhà Uzumaki hoàn toàn có thể chiếm quyền kiểm soát đối với dân chơi mỏ hổn bên trong cơ thể của mình. Vậy còn về phía của Momoshiki thì sao? Hắn sẽ bị thuyết phục hay là quyết định tự giác bắt tay hợp tác với chủ thể của mình? Thật khó để Boruto tin tưởng một gã bạch tạng Otsutsuki trong tình cảnh éo le như hiện nay. Vì Momoshiki chính là kẻ trước đây từng ra tay hỗ trợ giúp cho Kawaki trốn thoát. Nói cách khác thì chính Momoshiki là kẻ gián tiếp gây ra toàn bộ rắc rối bây giờ. Cũng vì hắn mà Bocon đã đánh mất tất cả. Mối quan hệ fan with benefit một thời bây giờ đã tan vỡ. Đặc biệt là sau khi gã bạch tạng này bộc lộ rõ tham vọng thì sự rạn nứt giữa cả hai bên càng khó để có thể hàn gắn được. Nhưng giống như Naruto năm xưa, Bocon vẫn có thể vừa đấu tranh với những cảm xúc và những mâu thuẫn bên trong mình trước linh hồn thứ hai trong cơ thể. Đồng thời, cậu cũng vừa rèn luyện ý chí để có thể sử dụng được sức mạnh từ Momoshiki mà không cần hắn ta phải cho phép. Cuộc hành trình 4 năm của Boruto bây giờ không chỉ là sống để trở về rửa oan, mà còn là sự trưởng thành và phát triển sự đồng cảm với cả Otsutsuki đang tồn tại bên trong cơ thể mình. Có vẻ như là tình huống giữa Boruto và Momoshiki bây giờ được lấy cảm hứng từ chính Naruto và Kurama trước đây. Tuy vậy, câu chuyện của Boruto hiện tại lại tạo ra nhiều hướng thú vị hơn, khi nhiều fan luôn tò mò xem nước đi tiếp theo của tên người ngoài hành tinh vừa ngáo vừa nóng tính kia trước một đứa trẻ châu chính hiệu sẽ là như thế nào. Nhưng khác với cụ vĩ sống trong hận thù nhiều năm, gia tộc Otsutsuki chỉ là những kẻ xâm lược đến từ ngoài hành tinh. Suốt hàng ngàn năm nay, chúng luôn lựa chọn đi theo con đường đầy nghiệp chướng. Đặc biệt, tên phản diện Momoshiki đã từng bị cho đăng xuất khỏi server sau khi bị ngũ đại Kage lẫn Babasuke và Bocon giả thẳng vào mồm. Mặc dù tham vọng vẫn còn, nhưng rõ ràng tiềm năng phục thiện của Momoshiki là có. Hắn giờ đây buộc phải phụ thuộc vào con trai của đệ thất để có thể sống sót. Boruto mà có mệnh hệ gì là hắn ta cũng hẹo theo luôn. Nên nếu bắt buộc khi gặp tình thế cấp bách thì chắc chắn hắn ta sẽ phải cứu cho bằng được vật chủ. Vì chí ít, hắn ta cũng cần phải sống thì mới mong có ngày chiếm được thân xác của chủ nhân chứ. Về cơ bản, bây giờ câu chuyện chỉ còn là khi nào Boruto có thể thuyết phục thành công Momoshiki mà thôi.
chắc chắn rằng nếu như từ bỏ làm phản diện, Momoshiki sẽ giúp ích rất nhiều cho Boruto. Ngay từ đầu, cơ thể của Boruto đã rất mạnh và còn được luyện tập thường xuyên. Nếu cộng thêm sức mạnh của Momoshiki, báo thủ hoàn toàn có khả năng chống lại Eda, God, Daemon hay thậm chí là những Otsutsuki khác sẽ xuất hiện trong tương lai, đơn cử như là Shippai. Thế hệ trước sau nhiều đợt nấp mạnh tay, giờ đây đã trở thành phế vật hoàn toàn. Vậy nên, bây giờ chính là cơ hội mong manh nhất để có thể giải cứu nhẫn giới chỉ bằng một cái gật đầu từ Momoshiki. Có lẽ sẽ có một bản giao kèo giữa cả hai bên để đổi lấy sự kết hợp sức mạnh, và đó cũng chính là chìa khóa giúp cho bộ truyện không đi vào ngõ cụt. Theo đó, Momoshiki có thể cấp thêm rất nhiều sức mạnh cho Boruto và giúp cậu điều chỉnh năng lực mới từ ấn diệt thần Kama của mình. Momoshiki cần Boruto để sống, còn bố con thì cần sức mạnh lẫn kinh nghiệm chiến đấu từ gã kia như là tiền phí ở trọ trong cơ thể. Như vậy, cả hai người sẽ đều có lợi. Điều này sẽ cho ta thấy một mặt khác của Momoshiki. Hắn ta sẽ bớt ích kỷ hơn, một Kurama phiên bản hai chân dành riêng cho Boruto. Thậm chí, nếu như lạc quan hơn, thì ta có thể xem đây chính là khởi đầu của một tình bạn đẹp. Mặc dù cả hai ông thần này vẫn chửi nhau chí chóe, một liên minh mới sẽ được khai sinh và bố con chính là người thay cha gánh vác nền hòa bình cho nhẫn giới. Biết đâu, Momo lại mời thêm những người bạn từ ngoài hành tinh của mình sát cánh cùng với Konoha trong tương lai thì sao? Bên cạnh đó, sức mạnh mà Momoshiki đem lại cho bố con mới là điều mà chúng ta cần chú ý nhất. Theo những gì chúng ta đã biết, ấn diệt thần là đỉnh cao sức mạnh của dòng họ Otsutsuki. Nhìn chung, Kama có khả năng tăng tốc độ chữa lành vết thương cho vật chứa. Không chỉ vậy, nó còn giúp họ sở hữu những năng lực đặc biệt như là hấp thụ chakra cùng với các năng lực bá đạo khác mà chỉ bản thân Otsutsuki nguyên bản mới có được. Boruto sẽ có khả năng cường hóa cơ thể, siêu phản xạ, siêu tốc độ, siêu sức mạnh cùng với tuyệt kỹ độc quyền của Momoshiki là hấp thụ thần thuật rồi khuếch đại chúng trước khi giải phóng ra và trả đòn lại cho đối phương. Mặt khác, sức mạnh của Otsutsuki cũng giúp cho Boruto update những nhẫn thuật cơ bản mà cậu có, giúp cậu thi triển nhẫn thuật xịn hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Điển hình trong số đó chính là Odama Rasengan. Trên thực tế, con trai Naruto đã học được Rasengan và sử dụng nó rất là thuần thục trong chiến đấu. Thế nhưng, trước những kẻ thù lớn như bây giờ, một hai quả Rasengan cơ bản chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Vậy nên, ta cần có một chiêu thức to hơn, mạnh hơn và đặc biệt là có thể thi triển nhiều lần mà không cạn chakra. Bản thân Boruto không thể nào sử dụng các dạng Odama Rasengan, lý do là vì chakra của cậu không nhiều bằng người cha của mình. Nhưng khi nắm quyền sở hữu sức mạnh của Momoshiki, Boruto có thể liên tục hấp thụ những thuật lẫn chakra để bổ sung cho bản thân. Những phiên bản siêu to khổng lồ của Rasengan là điều hết sức đơn giản. Thậm chí, cậu còn không lo cạn mana nhờ liên tục bổ sung chakra từ việc hấp thụ. Minh chứng là trong chap 65, chúng ta từng thấy Momoshiki khi ở trong cơ thể của bố con đã thi triển một quả Rasengan to đến mức God cũng phải thốt lên rằng đó là sức mạnh hủy diệt nếu so với ấn Kama trước đây. Bên cạnh đó, Boruto đã cho ra lò hai phiên bản khác nhau của Rasengan, trong đó là một tuyệt chiêu nén khối chakra thành nhỏ hơn để gia tăng cực hạn áp suất xung quanh, gây ra sát thương rất lớn. Đây được xem là một kỹ thuật cực kỳ nguy hiểm nếu như được sử dụng ở cự ly gần. Vậy nên, nếu có sự giúp sức từ Momoshiki thì sao? Kích thước, sức mạnh, lẫn độ tàn phá của chiêu thức này chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài việc giúp đỡ người đồng chí của mình sở hữu các năng lực Otsutsuki hay là nâng cao chakra, thì một khi Momoshiki quay đầu, chắc chắn hắn ta sẽ truyền lại cho bố con toàn bộ những kinh nghiệm chiến đấu mà hắn ta đã sở hữu được thông qua ấn Kama. Hiện giờ, cả hai sẽ chia sẻ suy nghĩ cho nhau, vậy nên cả hai có thể hợp tác trong chiến đấu, đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nhất, đồng thời vào nhịp tốt hơn trong trận chiến. Nếu như bố con làm chủ được ấn diệt thần của mình, thì khối lượng kiến thức mà một Otsutsuki tích lũy trong nhiều năm cũng sẽ được truyền qua cho cơ thể của bố con. Từ đó, biến chiến đấu trở thành một phần trong bản năng. Điều mà báo thủ cần nhất bây giờ chính là những thông tin về thần thuật. Nhất là hiện tại, thần thuật vẫn rất là ít thông tin. Ngay cả Amado có vẻ như là cũng không hiểu rõ được về khái niệm này. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Nhờ có Momoshiki, bố con hoàn toàn có thể tìm được cách khắc chế hoặc thậm chí là hóa giải được năng lực đang thao túng toàn bộ nhẫn giới. Một năng lực khác vô cùng hữu dụng, đặc biệt là khi đối đầu với những kẻ như là God, đó chính là nhẫn thuật không thời gian. Đây là một dạng sức mạnh cực kỳ hiếm thấy trên thế giới của Naruto và Boruto. Nhẫn thuật này giúp cho người sử dụng mở được một cánh cổng không gian để di chuyển tức thời tới một địa điểm khác, thậm chí là một chiều không gian khác. Obito, Hokage đệ tử Minato, hay cả Babasuke lẫn God đều là những bậc thầy trong việc sử dụng nhẫn thuật này. Thời không thuật vẫn luôn là một cái gì đó vô cùng bá đạo, công thủ toàn diện, rút lui hoặc là đột kích bất ngờ thì đều có thể làm được. Trước đây, hai ông cháu bố con lẫn Kawaki phải kết hợp sức mạnh từ ấn Kama với nhau thì mới mở được cổng dịch chuyển. Tuy nhiên, sau 4 năm rèn luyện, nhờ sự giúp sức từ Momoshiki, khả năng cao, con trai của Naruto có thể tự mình sử dụng cái nhẫn thuật không thời gian mà không cần sự kết hợp với ai cả. Điều cuối cùng, việc bố con cần toàn bộ sức mạnh đến từ Momoshiki là điều cực kỳ cần thiết để vượt qua được người cha và cả người thầy của mình. Với những lần tăng sức mạnh mà Boruto từng nhận được, đặc biệt là sau khi tái sinh và sở hữu ấn Kama tối thượng,
cậu bắt buộc phải hoàn thiện bản thân để một mình có thể đứng trên con đường mới mà không cần sự giúp sức từ người khác. Ta đã quá nhàm chán với việc nếu Boruto không làm được thì sẽ có Naruto hoặc Sasuke chống lưng, con sai thì sẽ có bố sữa. Nhưng giờ đây, ta cần một thế hệ mới thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Đó cũng là lý do mà Time Skip xuất hiện. Các cụ có câu, con hơn cha là nhà có phúc. Cơ mà trong trường hợp này, chưa biết là phúc hay họa đâu nha. Hãy để tên của bộ truyện mang đúng ý nghĩa của nó, chứ đừng là một phiên bản mở rộng hơn của Naruto. Ta đã từng được nhìn thấy trạng thái vĩ thú ngầu đét khi Na Ngáo vừa mới thuần phục được Kurama. Và chắc chắn người xem sẽ cực kỳ hào hứng nếu như bố con cũng có một trạng thái tương tự như vậy. Osutsuki hình chẳng hạn. Nếu anh em thấy hay, đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Eagle Tuna và Tuna Anime nha. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.